Khuya ngày 21 tháng 7, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xô xát xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn huyện khiến hai người tử vong. Thông tin ban đầu, vào chiều ngày hôm qua 21 tháng 7, tại quán karaoke Kinh Tông trên hương lộ 80B thuộc xã Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn đã xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm khách và bảo vệ của quán. Trong vụ xô xát này, có hai người trọng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan điều tra truy xét đối tượng gây án.